Chào mừng quý vị đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Trong chương mục Cuộc sống và ta hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện nhà cổ 650 tỷ giữa phố thị và đại gia Đà Nẵng. Ở Việt Nam, chúng ta quá quen thuộc với những câu chuyện về những tòa lâu đài nguy nga tráng lệ đáng giá hàng trăm tỷ đồng. Sở hữu sự quy mô bề thế và sang trọng bậc nhất chẳng khác gì những tòa lâu đài nguy nga tráng lệ ở châu Âu cùng những con số tiền tỷ giật mình. Thế nhưng, có một ngôi nhà giá trị không kém nhìn tòa lâu đài đẳng cấp ở Đà Nẵng lại có một không gian dân dã, hoài niệm với ngôi nhà cổ lên đến 650 tỷ đồng. Sau đây, mời quý vị và các bạn xem nội dung chi tiết. Nhà cổ 650 tỷ giữa phố thị của đại gia Đà Nẵng. Để có một không gian xưa cũ trên đường Điện Biên Phủ, Thanh Khê, Đà Nẵng, ông Lê Bá Huy, người đã mạnh dạn chi hơn 32 triệu đô để đầu tư xây dựng. Chị Đỏ Thị Thu Thủy, vợ đại gia Lê Bá Huy kể rằng xây dựng khu nhà này là cả một quá trình kỳ công. Để có được mảnh đất rộng hơn 5.000m2 nằm trên trục đường chính Điện Biên Phủ, hai vợ chồng đã phải năn nỉ 10 chỗ đất sang nhượng mới có được. Hồi đó đất trên đường Điện Biên Phủ nóng sốt lắm, nhưng nghe anh Huy trình bày ý tưởng đầu tư xây dựng khu nhà cổ, nhiều nhà mới đồng ý sang nhượng. Hiện giá đất rẻ nhất trên đường Điện Biên Phủ khoảng 30 triệu đồng một mét vuông, thì cả khu đất rộng 5.000m2 này lên đến 150 tỷ đồng. Riêng thời gian xây dựng khu nhà vườn này kéo dài gần 4 năm, từ tháng 7, 2008 và hoàn thành ngày 30 tháng 4, 2011. Bằng xây một resort 2 khách sạn 5 sao, số tiền đầu tư là gần 500 tỷ đồng. Nếu tính cả tiền đất là tổng số tiền đại gia Huy bỏ ra lên tới 650 tỷ đồng, tương đương khoảng 32 triệu đô la. Nhìn từ bên ngoài cả một dãy tường thành bao bọc khu nhà vườn để tránh tiếng ồn của xe cộ đông đúc trên con đường Điện Biên Phủ. Bức tường thành cao 22 mét, uốn lượn theo hình chữ L, mà theo chủ nhân khu nhà vườn này giải thích, chữ L là lông, rồng, đầu rồng hướng ra biển và thân rồng cuộn lại để giữ gìn nếp văn hóa ba miền của cha ông. Bước vào trong là những khu nhà cổ hàng 100 năm, cùng với cây cổ thụ trầm mặc trụ bóng thời gian bên những phiến đá tự nhiên độc nhất vô nhị được chủ nhân khu vườn kỳ công sưu tầm đưa từ các tỉnh thành về. Cả khu vườn là cả một không gian xưa của đời sống và sinh hoạt người Việt, với nhà cổ, cây đa, giếng nước, chợ quê, quan gánh được thể hiện sống động. Ngôi nhà cổ có tuổi từ 100 đến 200 năm, giá mỗi căn 4 tỷ đồng được chủ nhân khu vườn kỳ công sưu tầm. Đó là chưa kể những vật dụng như bàn ghế, tủ sập cùng các đồ cổ trưng bày trong nhà thuộc hàng hiếm và vô giá. Anh Nguyễn Dũng, một Việt kiều Mỹ quê gốc Đà Nẵng, khi đến khu vườn nhà cổ không gian xưa nhận xét có lẽ là nơi chốn bình yên và sang trọng nhất giữa Đà Thành, nhưng giá cà phê và đồ ăn lại rẻ nhất nước. Anh Dũng nói, nếu ra Hà Nội hoặc vào Sài Gòn hay trên đất Mỹ mà ngồi ở những không gian sang trọng như thế này thì chỉ có đại gia triệu phú mới dám đến, còn ở quê mình những nơi sang trọng như thế này thì tất cả mọi người đều có thể đến để thưởng ngoạn. Điều kỳ diệu trong ngôi nhà cổ gần 400 tuổi ở Hà Nội. Thưa quý vị thính giả thân mến, vào năm 2008, ngôi nhà ngói năm gian gần 400 tuổi của gia đình ông Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1961, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội, đã được đại diện Bộ Văn hóa, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản đến đo đạc, thẩm định, sau đó trùng tu bảo tồn. Hàng chục năm trôi qua, ngôi nhà là một trong những địa điểm thu hút khách tham quan khi đến làng cổ Đường Lâm. Ông Nguyễn Văn Hùng, hiện sinh sống tại ngôi nhà cổ này cho biết, ngôi nhà có diện tích 100m2, được xây dựng từ năm 1649. Tính đến nay, gần 400 năm trôi qua, ngôi nhà vẫn giữ được gần như nguyên trạng. Ông Hùng nói, khi xây dựng ngôi nhà, các cụ không đánh dấu năm tháng hoàn thành. Tuy nhiên, theo tấm bảng bằng gỗ mà tổ tiên để lại trên bàn thờ, Viện Hán Nôm để dịch và cho biết đó là bảng cầu an. Tấm bảng được hình thành năm 1649, nên cũng đồng nghĩa với việc ngôi nhà được hoàn thành vào năm nay. Vẫn lời ông Hùng, sau khi được công nhận nhà cổ, rất nhiều khách tham quan đã đến và hỏi ông về người chủ đầu tiên dựng nên ngôi nhà này. Ông Hùng chia sẻ, nhiều người tò mò vì cách đây 40-50 năm, người dân khu vực Đường Lâm phần lớn chỉ ở nhà lá hoặc nhà cấp 4 nhỏ. Ít có người sở hữu ngôi nhà to đẹp thế này, như vậy người xây dựng căn nhà chắc hẳn phải rất giàu có. Tuy nhiên, theo lời kể truyền miệng từ thời các cụ, người chủ đầu tiên của căn nhà chỉ là một thầy giáo dạy chữ không giàu có nhất vùng nhưng cũng là một người tài giỏi. Ông Hùng chia sẻ, không giỏi sao được khi chỉ tính riêng việc nuôi thợ cũng đã rất tốn kém. Thời ông cha của tôi, mọi người vẫn kể lại rằng để hoàn thành được ngôi nhà này, đội thợ xây phải ăn mòn bát đũa.
Người chủ hiện tại của căn nhà cổ gần 400 tuổi cho biết, các cụ nói ngày đó tất cả mọi việc đều được thực hiện dựa trên sức lao động chân tay của con người. Việc đục đẽo cũng bằng tay, vì thế nếu ngày nay xây dựng căn nhà này trong một tháng trước đó, đội phải hoàn thành trong 5 đến 6 tháng, thậm chí cả năm trời. Vẫn lời người chủ này trong câu chuyện truyền miệng từ thời cha ông, sau khi hoàn thiện nhà, người chủ đầu tiên của căn nhà đã cho mời thầy về nhà cúng cầu an và tấm bảng gỗ cầu an có từ khi đó. Ông Hùng cho biết, thời điểm tu bổ căn nhà, nhiều cột chèo đã bị mục, gãy, nhưng sau khi thẩm định, các giáo sư người Nhật vẫn quyết định trùng tu trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng căn nhà. Trong quá trình tu bổ, một điều kỳ diệu đã xảy đến khiến con cháu trong dòng tộc hết sức bất ngờ. Ông Hùng nhớ lại, vào năm 2008, sau khi ngôi nhà được dỡ mái để tu bổ thì khu vực này xuất hiện bão. Cơn bão rất lớn, cảm giác có thể cuốn mọi thứ và làm đổ nhà nên mọi người đều rất sợ hãi. Thế nhưng trong khi cơn bão qua đi, ông Hùng vẫn thấy ngôi nhà yên bình nguyên vẹn, không hề bị ảnh hưởng gì. Trong khi một số ngôi nhà xung quanh đã bị hư hại, ông Hùng nói lúc đấy tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Ông Hùng chia sẻ tiếp, trong ngôi nhà cũ, dù một số cột bị mục ruỗng, mối mọt, nhưng các cột khác vẫn khá nguyên vẹn. Tổng ngôi nhà có tới 30 cây dân chống, tương đương với 30 cây cột, có thể nhờ đó mà căn nhà đã trụ vững trước cơn bão. Chính vì điều đó, sau gần 400 năm trôi qua, ngôi nhà vẫn là vật trường tồn chứng kiến sự phát triển của các đời con cháu. Ông Hùng bộc bạch, có những đời thịnh vượng nhưng cũng có đời trầm, gia đình chỉ làm nông, cuộc sống khó khăn vất vả như thời của bố mẹ tôi. Nhà 7 người con lại trong kỳ bao cấp nên đủ ăn đã là quý. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.